Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Yên Mô vừa tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cho hơn 60 hội viên phụ nữ của xã Yên Hòa. Các đại biểu đã được cung cấp thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam và tỉnh Ninh Bình, cùng với các quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Năm 2022, ước tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái. Ninh Bình hiện đang là một trong 33 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao trên toàn quốc. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao hiểu biết và thay đổi hành vi về lựa chọn giới tính thai nhi của hội viên phụ nữ. Mỗi hội viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động, thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, nâng cao chất lượng dân số trong xã hội nói chung và từng gia đình nói riêng.